Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ nghèo của mình. Thì hôm nay ở tập tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chú chó đốm các bạn nhé. Thì này, đây là một chú chó đốm mà mình vừa hoàn thành xong. Đó. Các bạn có thể quan sát một chú chó đốm rất ngộ nghĩnh các bạn nhé. Đó. Thì để làm được chú chó đốm mình như thế nào thì ngay dưới video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm được một chú chó đốm từ vỏ nghèo thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Vừa thiếu rồi đó là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai chiếc vỏ ngao các bạn nhé. Đó. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hộp màu, một chiếc bút chì, đây một cái bút chì nữa nhé, đó. Một cây súng bắn kéo nến và một cây kéo nữa các bạn nhé. Đó. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có một chú chó đốm thật đẹp làm từ vỏ ngao của chúng ta các bạn nhé. Đó. Đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ để riêng nhé. Chúng ta chuẩn bị như thế này nhé. Đó, đây, phần bỏ ngang. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ phần đầu chú chó trước các bạn nhé. Này, các bạn dùng bút chì. Sau đó đây các bạn sẽ vẽ như này cho mình nhé. Đó, sẽ vẽ cho mình một hình tròn như vậy. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đi vẽ phần mắt này. Đó, mình sẽ vẽ phần mắt chúng cho rất là to các bạn nhé. Nào, nhẹ phần tại trong đi này. Mắt như vậy nhé. Mắt mình vẽ nó vẫn chưa được chuẩn lắm nhỉ. Đây, vẽ to ra một chút nữa các bạn nhé. Để mà nó rẽ nhất thì mình sẽ vẽ lại như này. Này, vẽ nó cần nhất thì các bạn sẽ vẽ chậm như đây, mình vẽ nó không được đẹp nên là chạy đi chạy lại, các bạn thông cảm cho mình các bạn nhé. Đó, này sửa lại một chút này. Đó. Mình sẽ vẽ một chú chuột đúng rất là ngộ nghĩnh các bạn nhé. Này mình sẽ tô đen này. Đó, mình sẽ vẽ để cho các bạn hình dung trước các bạn nhé. Đó. Mình sẽ vẽ những cái đốm như này các bạn nhé.
Đó, các bạn thấy chưa? Đây, chỗ đó của mình. Tay mình sẽ cho xuống một chút, cái tay này mình đang hơi cao một chút. Cho nó rất là mỏng mịn các bạn nhé. Mình sửa đi một chút này. Tay này mình thấy chưa được đẹp lắm nên mình sẽ vẽ lại cho các bạn xem nhé. Đây. Vẽ được như này, ở đây cậu dùng một chiếc bút lông đen các bạn nhé. Đây, sẽ viền lại cho mình này. Mình sẽ vẽ viền hai phần mắt trước các bạn nhé. Phần mũi và phần miệng này. Này mình sẽ tô đen các bạn nhé. Đây những phần đốm này. Mình sẽ tô màu đen các bạn nhé. Tay như vậy này. Phần tay này mình sẽ tô màu đen các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đây. Các bạn sẽ tô như vậy cho mình. Đó, sau khi các bạn đã cắt được như thế này, vẽ được như thế này, bây giờ các bạn sẽ cho các bạn cắt nhé. Đây, cắt cho các bạn xem này. Đây. Đó, lượng kéo các bạn cắt theo đường viền mà những hình mà chúng ta đã vẽ được các bạn nhé. Đó, sẽ cắt như vậy cho mình. Đây. Đó, cũng cho rất dễ thương các bạn nhé. Đó. Sau khi chúng ta đã cắt được như vậy, ở đây các bạn sẽ vuốt kéo nến lên, dán phần mắt của chú chó lên nhé, phần mặt của chú chó lên nhé các bạn nhé. Đó, đây. Đây mình quên mất. Đây, các bạn sẽ tô thêm cho mình một chút màu nữa các bạn nhé. Đấy, phần viền mắt của chú chó các bạn sẽ tô phần màu xanh cho mình này. Đó. Đây và phần mũi này thì các bạn sẽ dùng màu hồng các bạn nhé. Đó.
bạn sẽ dùng màu hồng như vậy, các bạn tô lên cho mình. Sẽ đơn giản các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ quan sát. Đúng. Sau khi tô xong như vậy, đây thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn dùng một chiếc bút lông đen các bạn nhé. Đây, mình sẽ vẽ chiếc đốm như xuống ở mình. Đây. Sau khi các bạn đã vẽ xong được thân như này, bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta đây trước khi dán. À, các bạn sẽ đi các bạn cắt phần đuôi cho mình nhé. À, rất đơn giản. Đây. Dùng một chiếc kéo này. À. Các bạn sẽ cắt phần này cho mình các bạn. Tiếp theo đây các bạn sẽ dùng phần màu đen này. Đó. Các bạn sẽ vẽ những chấm đen như vậy cho mình nhé. Đó. Sau đó ở đây các bạn có một chiếc que này. Đây, các bạn có một chiếc que nhỏ các bạn nhé. Đây. Các bạn sẽ vuốt cho mình này. Đó. Các bạn sẽ vẽ cong lên một chút. Đó, đây. Sẽ dán vào các bạn nhé. Đây. Đó. Sau khi đã dán xong, ở đây các bạn sẽ gắn phần đấy. Mình sẽ bôi phần vỏ ngao nhé các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ dính qua. À, đây, các bạn thấy chưa? Đó. Đây các bạn nhé. À, các bạn thấy chưa? Đây. Như vậy là một chú chó đốm của mình đã hoàn thành rồi nhé. Các bạn sẽ phải đợi cho kéo nến của chúng ta nó khô, sau đó thì các bạn sẽ nhìn thành quả của mình các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn xem rõ hơn này. Đó, đằng sau các bạn nhé. Đây, và đằng trước này. Đó, với chú chó đốm này các bạn có thể trang trí ở trên bàn làm việc, bàn laptop rất là đẹp các bạn nhé. Đó, như vậy là một chú chó đốm làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành xong rồi nhé các bạn nhé. Rất là ngộ nghĩnh và đẹp phải không ạ? Đó. Thì trong quá trình này mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể tỉ mỉ chi tiết cách chúng ta cắt dán vẽ tô màu làm sao để có thể hoàn thành được một chú chó đốm thật đẹp. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đều đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.